Và chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ tư. Tỷ số về xe được nâng lên 2-1 cho cặp đôi Vâng Liên Quân. Wow, cái cặp đấu này đúng là liên đủ các loại liên. Bên kia cũng liên, bên này cũng liên. 2-2 cũng liên. Đủ các thể loại. Và đây là màn hình máy của thủ BB là người cầm Summer. Thì Anh Long thì cũng vậy thôi, Summer cũng yêu về. Thậm chí còn coi E7. Còn BB là một bài vâng coi E6. Vâng, có E6 hay là gọi là có hiệu 6. Và đây là vâng Tiểu Anh Long có E7. Có lẽ chúng ta nên đến với cái dàn máy nó thấp hơn và cấu hình nó thấp hơn. Nhưng nó chạy rất mượt. Có loại này chắc là RAM nó cao. Vâng có E6 thôi, nhưng mà nó nhiều RAM. Có loại có E7 kia RAM 512. Còn có E6 này chắc RAM tầm 8GB. Homus, Yuri, Isa, Rogan, Homus, Isa, Homus, Yuri, Isa, 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 Homus, 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 Homus
Vâng, F1 một là tương đối sớm. Nhưng vâng, cứ tưởng là Core i7 RAM 8GB thế nào. Hóa ra là cũng phải tầm vâng đầu 10. Thậm chí nó phải sang đến 14X mới có thể kích được bài này. Thế chúng ta cùng xem Tiểu Bạch Long có loại vâng. À kia là Core i6, vâng. Đây Core i7 26 trên 28 rồi đây. Phía trên có lẽ là cánh rừng thông cũng đã áp sát với con vực. Còn phía dưới này chúng ta cùng chờ xem. Vâng, chúng ta cũng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu mà cái thủ Tiểu Bạch Long và cái thủ BB đều là hai người cầm Summer. Vâng, ông BB thì được mệnh danh là ông vua Summer. Vâng, cả cung lẫn chém kinh khủng khiếp. Một cái thủ mà vâng, ở trong cái làng, trong làng đế chế người ta gọi là rạch rạch trời và rơi xuống, không giống ai. Và chúng ta cùng đến với vâng tên đấu quân này thôi, màn hình máy với thủ Dũng Con để biết tên đấu quân này. Đây màn hình máy của thủ Tiểu Bạch Long tham lai 38 thôi. Nhưng BB đang rất nhiều lạc đà, cực kỳ nhiều lạc đà Samurian. Có công thôi, Tiểu Bạch Long sẽ là người đi sau và hậu thuẫn. Vâng, ruộng đóng theo phong cách bàn cờ vua, cứ kiểu chéo chéo vậy thôi. Đây là một tên mà vâng cung lợn trên rất đông lạc đà của cái thủ chip boy. Ôi dồi ôi, ông này ông bắt đâu ra mà nhiều lạc đà thế à. Rồi vâng, cung lợn của cái thủ van lớp ở dưới dốc, nhưng tên này thì vẫn đấu rất căng. Vâng, trận thi đấu đầu tiên trong sợi đấu thứ tư đang rất căng cỏ. Khó, nói chung là bắt đầu khó dần. Một tên mà vâng lạc đà của đối thủ Chip Boy là quá đông. BB cũng ra đều, không hiểu làm sao Chip Boy lại nhiều hơn hẳn so với BB thế này. Và lớp thì chắc nhà, còn Tiểu Bạch Long là một bài mà vâng bây giờ thì tham lai cũng chỉ là 39 thôi. Còn cung giờ đối thủ Van lớp thì đang áp đảo hoàn toàn, một thế khó. Thank you.
Ôi và đè quá rồi, và lớp cầm sen bảo sao. Vâng, bài sen và lớp trận này không ép xịt nữa, còn chip boy trận này là một trận đánh tròn vai, như vậy là đủ ở trong trận thi đấu đầu tiên, trận đấu thứ tư, và 1-0 cho và lớp và chip boy. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây thôi.